Cuộc phiêu lưu của Bond bắt đầu khi anh cứu một người phụ nữ trên bãi biển đang có ý định tự tử. Bond nhanh chóng lái xe đến bên bờ biển, lao xuống cứu cô gái ấy lên bờ. Sau này, do số phận đưa đẩy Bond gặp lại người phụ nữ bí ẩn lái chiếc xe màu đỏ đang đậu trước khách sạn. Hỏi về chủ nhân của chiếc xe, người quản lý khuyên anh rằng chiếc xe này thuộc về Chelsea. Có một tuổi thơ đau buồn khi mẹ qua đời sớm, cha cô sau đó đã gửi cô đến một trường nội trú ở Thụy Sĩ. Bị tước đoạt cuộc sống gia đình, Chelsea tham gia vào một băng đảng quốc tế, phạm hết vụ tai tiếng này đến vụ bê bối khác. Cha của Chelsea, ông Jaco đã âm thầm phái đặc vụ của mình để theo bảo vệ con gái. Bất cứ ai cũng không được đến gần và làm hại cô ta. Tại dòng bài, cô không những đã đặt cược thua hết số tiền của mình, mà còn nợ lại một khoản kha khá. May mắn có Bond trả nợ cho mình, Chelsea mời anh đến phòng riêng của cô để cảm ơn. Tuy nhiên khi anh đến căn phòng, tên bảo vệ lại xuất hiện. Hắn không thể phân biệt được ai tốt ai xấu hay sao mà dám đối đầu với Bond. Nhìn thấy Chelsea đang đợi mình nhưng là bằng những lời lẽ đe dọa đầy gai góc. Chuyện gì đến rồi cũng đến, cả hai rơi vào những giây phút thăng hoa của tình một giờ đêm. Cho đến sáng, cô gái đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại hai chiếc thẻ tiền sòng bạc cho Bond như một lời cảm ơn. Cuối buổi sáng hôm đó, khi Bond rời khách sạn, định bụng đi chơi golf nhưng lại gặp những tên lạ mặt. Chúng dùng súng uy hiếp anh lên một chiếc xe và đưa anh đến một tòa nhà văn phòng bên cạnh bến tàu. Bond nhận ra Jaco ngay lập tức, hắn là người đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất châu Âu, đội lốt một doanh nhân thành đạt kinh doanh hợp pháp với nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, Bond đã khá bất ngờ khi ông ấy thừa nhận Chelsea là đứa con gái duy nhất của ông ta. Jaco mô tả Chelsea là một đứa trẻ có vấn đề. Anh ta cũng nghĩ Bond có thể giải quyết sự bất ổn về cảm xúc của cô ấy. Quay trở lại trụ sở MI6, em thông báo với Bond chiến dịch Bedlam, theo dõi và giết Bofield sẽ kết thúc. Bond được giao một nhiệm vụ khác phù hợp hơn khi 2 năm rồi anh vẫn chưa tìm ra tung tích của Bofield. Bond rất tức giận vì điều này, quyết định nhờ Penny gửi thư từ chức và quay trở lại bàn làm việc để giải quyết các vật kỷ niệm của mình. Yêu cầu của anh nhanh chóng được chấp thuận khi cô Penny đã thay đổi nội dung thay vì từ chức thành nghỉ phép 2 tuần. Vì cô ấy biết Bond không thực sự muốn từ bỏ vị trí này. Nhận ra rằng mình có thể theo đuổi Bofield trong thời gian nghỉ ngơi và không phải rời khỏi MI6, anh ấy cảm ơn Penny. Bond và Chelsea cùng với cha của cô gái đến văn phòng luật sự để điều tra mối liên hệ của Gumbo với Bofield. Lục soát văn phòng, Bond tìm thấy thư từ của Bofield với Đại học Vũ khí London. Biết được nó có liên quan đến những chức tước trong hoàng tộc, anh mang nó đến gặp phóng viên của trường cao đẳng Am. Ông ấy đã đồng ý hợp tác với Bond vì sự việc nghiêm trọng liên hệ đến sự an toàn của quốc gia và Bond mượn danh của mình. Trong vai bờ dây, Bond đến thăm Bofield với mục đích xác minh các đặc điểm gia phả và thể chất của tổ tiên hắn. Bofield đã trải qua thời gian dài thực hiện phẫu thuật cắt bỏ dái tai để trông giống bá tước, một tước hiệu quý tộc ở các quốc gia châu Âu. Với danh tính nam tước của bờ dây, Bond được thư ký của ba tước đón tiếp nồng nhiệt. Và cuối cùng, Bond đã được đưa đến đó trong những lời quảng cáo sáo rỗng của bà thư ký, rằng bá tước lập nên viện nghiên cứu phi lợi nhuận, hoạt động vì nhân loại. Những bệnh nhân ở nơi đây, đa số đều là phụ nữ. Bề ngoài họ có vẻ đang trải qua các phương pháp điều trị tâm lý, chứng dị ứng thực phẩm và chứng ám ảnh sợ hãi. 12 phụ nữ trẻ, thiên thần của cái chết, dường như đã được chữa khỏi bệnh dị ứng. Là 12 phụ nữ xinh đẹp từ khắp nơi trên thế giới. Nhiệm vụ của họ là giúp Bofield phát tán virus qua đường thực phẩm ở quê hương họ, khiến người dân bị bệnh. Sau đó, Bofield sẽ là người hùng, kẻ cứu rỗi nhân loại để tất cả tội ác trong quá khứ của anh ta được ân xá và anh ta được công nhận là bá tước. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Bond thấy 12 người phụ nữ rơi vào trạng thái bị thôi miên, xung quanh vang lên những âm thanh thì thầm từ giọng nói của Bofield. Trên thực tế, những người phụ nữ đang bị tẩy não để phân phối các tác nhân gây chiến tranh virus trên khắp thế giới. Sự đa dâm của Bond đã phản bội anh ta. Khi Bond hẹn hò một nữ bệnh nhân vào buổi tối tại phòng riêng, anh đã bị thư ký của Bofield gài bẫy và bắt quả tang tại trận. Bond bị đánh bất tỉnh, đưa đến gặp Bofield. Danh tính của Bond đã bị bại lộ. Bofield thừa nhận hắn có liên quan đến dịch bệnh tay chân miệng bùng phát ở Anh vào mấy năm trước. Bond cố gắng trốn thoát khỏi cảnh giam cầm trong phòng máy móc của cáp treo. Nhiều lần thất bại, cuối cùng anh đã có thể thoát ra bên ngoài. Trong lúc Bond dùng đôi bàn tay nắm lấy sợi dây cáp để di chuyển giữa tiết trời lạnh giá, một chiếc cáp treo đột ngột quay về. Suýt chút nữa Bond đã bị nó cán qua tay. May sao anh rơi xuống và bám được vào lồng cáp treo nên thoát chết. Sau khi tỉnh lại, họ mở những hộp quà ra. Bên trong là mỹ phẩm mà Bofield đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, giọng nói tiếp tục hướng dẫn họ cách sử dụng những món đồ này. Nó trông giống một chiếc radio có anten, nhưng Bofield nói rằng phải đến 12 giờ đêm mới có thể hướng dẫn tiếp. Bond rời khỏi nơi đó, hạ gục một lính canh, sau đó trốn thoát bằng cách trượt tuyết xuống Gozia. Phát hiện ra Bond đã trốn thoát, Bofield và tay sai của hắn lập tức truy đuổi theo. Sau khi hai trong số tên sát thủ đâm vào cây và hai người khác bị ném từ vách đá đến chết, Bond đến làng Lauter trong lễ hội mùa đông và gặp Chelsea. Có vẻ như cô ấy đã đến đúng lúc giải vây cho Bond khỏi sự truy lùng của đám tay sai. Khi anh đến một bưu điện, họ bất ngờ đuổi kịp đến nơi và nổ súng vào Bond.
Anh cố gắng chạy một lần nữa cùng Chasey và không ngừng hôn cảm ơn cô ấy. Một trận bão tuyết khiến Chasey lạc tay lái đâm thẳng vào trường đua của ngôi làng. Có một sự thật chúng ta phải tập công nhận, để phụ nữ cầm vô lăng là một tội ác. Sau khi họ phá hỏng hàng chục chiếc xe đua, gây thiệt hại nặng nề thì họ cũng thành công cắt đuôi được đám người của Baxter. Cặp đôi đi đến một chuồng ngựa, nơi Bon thừa nhận tình yêu của mình với Chasey và cầu hôn cô ấy. Chasey nhìn Bon với ánh mắt trìu mến, tha thiết sạt rào cảm xúc. Cô vui vẻ chấp nhận. Bofill tạo ra một trận bão tuyết bằng một cổ máy phun tuyết, tuy nhiên lại vô ý hy sinh một số người của mình để rút ngắn thời gian theo đuổi cặp đôi. Hắn tạo thành những trận tuyết lở, thành công trong việc vô hiệu hóa Bon và bắt Chasey. Bon quay về MI6, em đã có cuộc trò chuyện với chính phủ. Quyết định sẽ có một sự ân xá hoàn toàn cho những tội phạm, một sự công nhận chính thức về tước hiệu của Bofill. Bon liên lạc với Zako để sắp xếp một kế hoạch phá hủy Pigozia. Cả hai bắt tay hợp tác cùng nhau với sự hỗ trợ từ phía tay sai của ông ấy. Một cuộc tổng tấn công trực thăng của lính đánh thuê vào Pigozia sắp xảy ra với mục tiêu phá hủy cơ sở và giải cứu Chasey. Những tiếng nổ khởi động cho cuộc chiến khốc liệt bắt đầu. Nhìn thấy bên ngoài đang loạn, bên trong Chasey cũng giúp đỡ một tay. Cuộc đột kích thành công khi những người lính đánh thuê áp đảo được tình thế, đột nhập vào căn cứ. Trong khi Zako đưa con gái rời khỏi hiện trường, Bon và Bofill là những người cuối cùng trốn thoát trước khi viện nghiên cứu bị nhóm tấn công của Zako cho nổ tung. Bofill cố gắng trốn thoát bằng cách chạy xuống một con đường mòn gần đó, nhưng nhìn lại phía sau thấy Bon đang đuổi theo. Hắn vứt một trái lựu đạn hất văng Bon ra khỏi đường đua. Tưởng chừng như êm chuyện, Bon đã đi đường tắt đón trước mũi xe của Bofill. Anh nhảy lên đó và cố gắng bám chắc vào để không bị rơi ra ngoài. Trong cuộc giao tranh trên chiếc xe trượt băng, Bofill bị Bon đánh đến mất tập trung dẫn đến treo cổ lại trên một cái cây. Dường như điều đó đã giết chết hắn. Cặp đôi đoàn tụ với nhau, một lễ cưới nhanh chóng được tổ chức trước sự chúc tụng của tất cả mọi người. Tiên lượng rằng đây sẽ là cặp đôi đẹp nhất. Họ lái chiếc siêu xe đi. Bon dừng lại bên đường, sau đó anh tặng cho cô dâu của mình một cành hoa. Khi cả hai trao nhau những lời mật ngọt, không ngờ lại gặp sự phục kích đột ngột từ phía tổ chức Baxter. Chúng muốn trả thù cho Bofill, không ngừng nổ súng về phía Bon. Với sự nhanh nhạy của mình, chàng điệp viên có thể né tránh được những viên đạn. Chỉ có điều, Chasey, cô dâu của anh không hề may mắn như vậy. Cô đã bị bắn vào trán và chết thay Bon.